hai lẩu cuốn bây giờ nè, không có lâu đâu nha. Bánh chén. Ừ, hay quá. Lấy gì không bị đau chân nè, lấy này nè, lấy bằng cái này nè. Đúng rồi đó, đá chân trái chân phải luôn, tập hai chân luôn chẳng quen. Gai dữ ta. Hey. Đá coi chừng đá trúng cái bình luôn nha. Nào lên, lấy sức. Bị nó có nó banh nữa kìa. Hay dữ ta. Thôi cho em đá luôn. Được. Tư nào đó đá. Rồi. Bị đá luôn đi con. Bỏ xuống. Bỏ xuống đây. Rồi đó. Hai đá cho em chơi với con. Đây. Bỏ xuống đó. Bỏ xuống. Đá cứ đá bình thường thôi. Đây. Đá bình thường. Đó, đúng rồi đó. Hay quá. Hay quá. Ý. Trời được rồi, nhanh đá luôn đi. Đá nhẹ nhẹ là miếng bì để trúng chị ba đau, chị ba đau lắm á. Đá nhẹ đá gì nè bơi. Đá miếng không được. Đúng rồi đó. Đó đúng rồi, đá nhẹ vậy đó. Đó. Hay quá. Hay quá. Đá luôn. Đó, hiểu ta ơi. Bánh tráng cài, bánh tráng. Rồi đá, đá kia đi, đá kia kìa, cái banh kia kìa. Ủa?
Con hai đâu ta ơi? Đau đau lắm. Ừ, đau hả? Sao đau à? Đau, đau đá chân mày, đứa chân mày đứa đá đây đau. Nè, bi đá đây nè, bi nè. Bá đá chỗ này nè. Đá vậy nè. Bùm. Đó. Đó đúng rồi đó. Đó, hay quá. Ừ. Dạ. Giờ bị cái đó bụi lắm á. Ý, gió dữ hả? Trời ơi, sao gió dữ vậy? Ờ. Giúp bà cho chạy vô nha. Chạy vô nha. Chạy vô nha. Chạy vô nha.